Bản tin Hoa Kỳ sáng ngày 12 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Luật sư của ông Trump cảnh báo Bộ trưởng Tư pháp của New York vì đe dọa đánh phủ đầu tổng thống đắc cử. Bà Pelosi đổ lỗi cho ông Biden về thất bại trong bầu cử tổng thống. Bi kịch đổ ập xuống quan chức dân chủ gọi chiến dịch Harris là thảm họa tỷ đô. Ông Trump đề xuất giúp Đảng Dân Chủ chi trả các khoản nợ còn lại của chiến dịch. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Luật sư của ông Trump cảnh báo Bộ trưởng Tư pháp của New York vì đe dọa đánh phủ đầu Tổng thống đắc cử. Quý vị thân mến, theo Justice, luật sư của Trump đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc với Letitia James sau khi Tổng trưởng lý Đảng Dân Chủ thề sẽ phản công nếu tổng trưởng lý new york letis james muốn gây chiến với tổng thống đắc cử donald trump bà sẽ phải hối hận một luật sư của trump cho biết hôm thứ năm vào thứ tư james đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu vào chính quyền trump sắp tới theo mediaty bà cho biết vào thứ tư rằng vì vậy bất kể chính quyền tiếp theo có gây ra điều gì cho chúng ta chúng tôi đã sẵn sàng chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công của họ chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả bất kỳ nỗ lực nào nhằm cắt giảm hoặc xóa bỏ bất kỳ khoản tài trợ nào cho tiểu bang tuyệt vời New York. Bà nói, thật công bằng, vì vậy bất chấp những gì đã xảy ra cho tiểu bang, chúng tôi sẽ tiếp tục đứng vững trước sự bất công, trả thù hoặc trừng phạt. Luật sư của Trump, Mike Davis, cho biết ông đã sẵn sàng để chiến đấu theo một đoạn video clip được đăng trên X. Ông nói, hãy để tôi nói điều này với Bistik James, tổng trưởng lý New York. Tôi thách bà, tôi thách bà cố gắng tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại tổng thống trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy vì nghe này cưng lần này chúng tôi sẽ không đùa đâu và chúng tôi sẽ bỏ cái mông béo của bà vào tù vì tôi âm mưu chống lại chính quyền tôi hứa với bà điều đó vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn vi phạm quyền hiến định của tổng thống trump hoặc bất kỳ quyền hiến định nào của người mỹ khác điều đó sẽ không xảy ra nữa ông nói James đã cùng với thống đốc đảng dân chủ Kathy Hochul tuyên bố rằng họ sẽ chống trả bất cứ điều gì Trump muốn làm, khiến tờ New York Post phải lên tiếng rằng những bình luận chống Trump của họ chẳng khác nào một cơn thịnh nộ công khai, vừa vô lý vừa ngu ngốc về mặt chính trị. Khi cây bút chuyên mục của tờ New York Post là Michael Goughwin chứng kiến màn trình diễn của James Hochul, ông gọi đó là một đội phá hoại hai người. Ông viết, tôi đã thấy nhiều màn trình diễn tệ hại của các quan chức công, nhưng Hokun và Sem đã chạm đáy. Không có sự duyên dáng, không có lòng yêu nước, chỉ có giả định điên rồ rằng kịch bản tồi tệ nhất là điều không thể tránh khỏi. Ông viết, quan điểm của họ quá hẹp hòi đến nỗi họ hẳn đã lấy tin giả từ các kênh truyền thông có sở thích gọi Trump là Hitler và cảnh báo rằng ông ta sẽ hủy diệt nước Mỹ. James và Trump có lịch sử đối đầu, theo ghi nhận của Newsweek, vào năm 2018, Jim đã ra tranh cử với lời thề sẽ đối đầu với Trump và vào tháng 2 đã thắng một vụ kiện gian lận dân sự chống lại ông ta. Trump đã chia sẻ suy nghĩ của mình về Jim trên Trust Social. Trump đã viết vào tháng 9 rằng cuộc săn phù thủy này do Letty Jim thực hiện. Thật tệ đối với thành phố và tiểu bang New York. Các công ty từ chối đầu tư miễn là vẫn còn hiệu lực và những công ty khác đang rời đi vì điều đó và không gì có thể ngăn cản họ Tác động tiêu cực đối với tiểu bang New York và việc làm không giống bất kỳ vụ án nào khác đã bị truy tố trong nhiều năm qua. Một thảm họa toàn diện. Letitia James biết điều này, nhưng không quan tâm. Đối với cô ấy, đó chỉ là một chiến dịch chính trị. Thật đáng buồn cho đất nước chúng ta. Bà Pelosi đổ lỗi cho ông Biden về thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích Tổng thống Biden cho rằng Đảng Dân Chủ sẽ đạt kết quả tốt hơn nếu ông sớm rời cuộc đua tòa bạch ốc. Trong cuộc phỏng vấn Postcard ngày 8 tháng 11, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng thất bại của phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử là do tổng thống Joe Biden đã rút khỏi chiến dịch tranh cử quá muộn, khiến đảng dân chủ không thể chọn ứng viên mới thông qua bầu cử sơ bộ. Kamala có thể sẽ tham gia. Tôi nghĩ bà ấy làm tốt việc đó và mạnh mẽ hơn. Nhưng chúng ta không thể biết điều đó. Nó đã không xảy ra. Chúng ta phải sống với những gì đã xảy ra. Tổng thống đã tán thành bà Kamala Harris ngay lập tức, khiến tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào thời điểm đó gần như là bất khả thi. Mọi chuyện đã khác nếu điều này diễn ra sớm hơn, bà nói. Tổng thống Biden chưa bình luận về những phát biểu này. Ông chủ tòa Bạch Ốc kết thúc nỗ lực tái tranh cử hồi tháng 7 và ủng hộ Phó Tổng thống Harris làm người thay thế vị trí ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ sau màn tranh luận kém ấn tượng trước ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ được cho là người dẫn đầu những nỗ lực hậu trường nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Biden từ bỏ chiến dịch chạy đua, dù bà hồi tháng 11 năm 2022 khẳng định ông nên tái tranh cử. Ông Biden là tổng thống vĩ đại của đất nước chúng ta, ông ấy đã đạt được nhiều thành tựu bà Pelosi nói trong cuộc phỏng vấn của kênh ABC News khi đó. Sau thất bại trong ngày bầu cử ngày 5 tháng 11, một số trợ lý của Phó Tổng thống Harris cũng bắt đầu đổ lỗi cho Tổng thống Biden, cho rằng ông nên từ bỏ cuộc đua sớm hơn. Chúng tôi đã thực hiện chiến dịch tốt nhất có thể. Sau so Biden là lý do duy nhất khiến Kamala Harris và đảng dân Chủ thất bại, một trợ lý giấu tên nói với báo Politico. Tuy nhiên, một cựu trợ lý của Tổng thống Biden nói với trang tin chính trị Axios rằng bà Harris mới là người cần đưa ra lời xin lỗi. Bằng cách nào mà quý vị chi một tỷ đô la Mỹ nhưng lại không thể chiến thắng, người này nói. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc hôm 17 tháng 11 với các thành viên nội các và trợ lý hàng đầu, ông Biden kêu gọi đừng quên những gì chúng ta đã đạt được. Đó là nhiệm kỳ Tổng thống mang tính lịch sử, không phải vì tôi là Tổng thống, mà bởi vì những gì chúng ta đã làm được Ông nói, đồng thời ca ngợi bà Harris đã tiến hành chiến dịch tranh cử mang tính lịch sử trong hoàn cảnh đặc biệt. Bi kịch đổ ập xuống, quan chức dân chủ gọi chiến dịch Harris là thảm họa tỷ đô. Quan chức Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Lindy List gọi chiến dịch tranh cử của bà Harris là thảm họa tỷ đô la Mỹ, cho hay nhiều nhà tài trợ cảm thấy bị lừa dối. Lãnh đạo chiến dịch Jen O'Malley Dillon đã hứa với tất cả chúng tôi rằng bà Harris sẽ thắng. Lindley, quan chức tài chính của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ DNC, nói trong cuộc phỏng vấn trên Fox News ngày 10 tháng 11, nhắc về chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris. Bà ấy thậm chí còn đăng video cam đoan rằng Harris sẽ thắng. Theo Lee, những lời hứa hẹn như vậy là động lực để bà và các nhà tài trợ tin tưởng quyên góp số tiền lớn cho bà Harris tranh cử, nhưng thực tế đó chỉ là một thảm họa trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Quan chức này nói, tôi cảm thấy nhiều người trong số chúng tôi bị lừa. Lee cho hay, sau khi chiến dịch tranh cử kết thúc với thất bại của bà Harris, họ hiện nợ khoảng 18 đến 20 triệu đô la Mỹ quan chức tài chính của ủy ban quốc gia đảng dân chủ cho hay thật không tin được tôi đã vận động hàng triệu đô la mỹ trong số đó tôi sẽ phải giải thích với bạn bè vì đã nói với họ rằng đây là cuộc đua có sai số rất thấp lee cho biết ngay cả trong đêm bầu cử bà vẫn thấy nhiều người trong đảng bày tỏ tin tưởng vào kịch bản phó tổng thống harris giành chiến thắng và đó là điều bà không hiểu tôi hỏi họ mọi người có biết dữ liệu nội bộ nào mà tôi không thấy không vì tôi đã nghiên cứu rất kỹ và không thấy có cơ sở nào để họ tin tưởng đến thế bà lee nói sau khi bà Harris để thua chóng vánh trước ứng viên Cộng hòa Donald Trump, nội bộ đảng Dân Chủ bắt đầu lục đục về chiến lược và đổ lỗi ai là người chịu trách nhiệm. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trước đó chỉ trích Tổng thống Biden cho rằng đảng Dân Chủ sẽ đạt kết quả tốt hơn nếu ông sớm rời cuộc đua tòa Bạch Ốc. Phó Tổng thống Mỹ đã để thua ở cả bảy bang chiến trường năm nay, chỉ nhận được 226 phiếu đại cử tri, Đảng Dân Chủ cũng để thua trong cuộc đua Thượng viện và có khả năng không giành được quyền kiểm soát Hạ viện. Ông Trump đề xuất giúp Đảng Dân Chủ chi trả các khoản nợ còn lại của chiến dịch. Hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 11, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết để thống nhất đất nước, Đảng Cộng Hòa nên giúp Đảng Dân Chủ chi trả cho các chi phí vận động tranh cử. Tôi rất ngạc nhiên khi Đảng Dân Chủ, những người đã chiến đấu hết mình và dũng cảm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, gây quỹ được số tiền kỷ lục lại không còn nhiều tiền nữa, ông Trump viết trên Just Social. Theo báo cáo, Đảng Dân Chủ đã chi 1 tỷ đô la Mỹ để đưa Phó Tổng thống Kamala Harris lên nắm quyền gần gấp đôi số tiền mà chiến dịch tranh cử Trump chi ra. Tờ Daily Mail đưa tin rằng nhóm của Tổng thống Joe Biden và nhóm của bà Harris đang đổ lỗi cho nhau về cách xử lý số tiền này. Đầu tuần này, ông Trump đã được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 khi giành được cả số phiếu đại cử tri và số phiếu phổ thông. Những gì chúng ta có thể làm để giúp họ trong giai đoạn khó khăn này? Tôi thực sự đề nghị chúng ta với tư cách là một đảng và vì sự thống nhất vô cùng cần thiết, hãy hành động. Bài đăng Trust Social của ông Trump viết tiếp, chúng ta còn rất nhiều tiền vì tài sản lớn nhất của chúng ta trong chiến dịch là truyền thông kiếm được và không tốn kém nhiều hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Make America Great Again. Ông nói thêm rằng đảng Dân Chủ đang bị các nhà cung cấp và những bên khác chèn ép. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp